Năm 2023, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tiếp nhận 1.230.000 hồ sơ thủ tục, trong đó tiếp nhận thông qua giao dịch điện tử 1.037.000 hồ sơ, chiếm tỷ lệ trên 84%. Đến nay, tất cả đơn vị tham gia đều thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ thẻ và giải quyết chế độ ngắn hạn hồ sơ điện tử. Ngoài ra, ngành bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo đề án 06 của Chính phủ như rà soát, xác minh, làm sạch thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số trên hệ thống điện thoại thông minh, được đông đảo người lao động sử dụng.